Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và trong video này thì mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm tựa game Ashan Chronicle. Thì game này một game thuộc thể loại game ACGN Adventure phiêu lưu. Đồ họa game là đồ họa kiểu chibi thôi. Anh em để ý cái chỗ kỹ năng nha. Thì ở dưới kỹ năng nó có chữ V này, dấu bé này, rồi dấu tròn ấy. Thì cái đấy nó là những cái hình vẽ. Thì điều đặc biệt ở cái game này đó là khi sử dụng kỹ năng là chúng ta phải vẽ hình. Bình thường ra là chúng ta ấn, nhưng mà đây là phải vẽ hình. Kỹ năng nào có hình gì thì chúng ta phải vẽ cái hình đấy thì mới sử dụng được. Cái game này là game bản gốc là của Nhật, và cái bản này là bản quốc tế rồi, có tiếng Anh phiên âm ở bên dưới này. Còn lại giọng voice vẫn là tiếng Nhật. Cốt truyện lâu quá. Thank you.
Đây này anh em nhìn này, vẽ chữ V nhé. Đấy thì kỹ năng có chữ V nó sẽ dùng. Chúng ta vẽ hình gì thì sẽ dùng kỹ năng hình đó. Vậy thôi. Còn lại kỹ năng nộ thì chúng ta sẽ vuốt vào cái hình của nhân vật. Hoàn thành cái ải 2 thì chúng ta mới triệu hồi nhân vật được. Về đặc điểm thì nó vẫn là một game RPG, ACGN thôi. Còn lại nó có một điều đặc biệt đó là ở cái chỗ sử dụng kỹ năng. Còn lại thì không có gì khác cả.
Anh em nào thích chơi thì có thể tải game trên Google Play. Lạnh này thì nó lâu. 27 phút. Thank you.
nói chuyện lâu quá. Có lẽ mình sẽ tạm dừng video này đây nha. Và hẹn anh em trong các video sau. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.